Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh trộm chó khiến dư luận phẫn nộ. Theo đó, một con chó cảnh đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy dùng thòng lọng kéo đi. Vụ trộm được cho là xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con chó đã được hai tên trộm bắt đi nhanh gọn. Sự việc cho thấy sự manh động và liều lĩnh của bọn trộm chó. Trước đó, một vụ trộm chó táo tợn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 4 tháng 9 được camera nhà dân tại thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ghi lại. Cẩu tặc ra tay chỉ trong 5 giây. Thời điểm trên, hai tên cẩu tặc đi trên xe máy. Khi phát hiện có con chó nằm trong sân nhà dân, tên ngồi sau đã xuống xe, hiên ngang bước vào sân với một đoạn cây dài có thắt dây thòng lọng. Đối tượng cầm lái ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn và dùng đèn pin dọi vào. Phát hiện có người, con chó liền bỏ chạy, thì bị tên cẩu tặc đuổi theo và móc thòng lọng vào cổ rồi kéo chạy ra xe máy. Trên đường tẩu thoát của chúng, con chó tiếp tục bị kéo lê trên đường. Sự việc diễn ra chớp nhoáng trong khoảng 5 giây. Các đối tượng cẩu tặc manh động với thủ đoạn trộm chó ngày càng tinh vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.